đâu ghê không, ghê không, coi nhờ bọt ghê không, giọng bọt rồi đó, ghê không. Gì dạ? Vậy kêu trong nghe ta nói gì vậy? Con có kêu bánh đà chiên. Đi 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 coi bánh tin đi, hay quá. Lên chiêu cha rồi lên câu rồi nè, đâu dở thấy gì chưa? Thấy bàn tay của tin chưa? Tại bàn tay của tin đó, thành phẩm mẹ số 2, bàn tay của tin. Đáng lẽ là thường kết thúc video rồi nhưng mà nay có sản phẩm của chị tin nữa. Rồi vô rồi đem nước đồ ra. Dữ. Con của tiên chị, rắn của tiên nè, con của tiên, rắn của tiên á nè, con gô là tiên gô, gô có gô có mắt á, gô có mắt. Tiên bơ ngay, tiên bơ ngay, cho cho nắng cái miệng quá. Bơ ngay tay, hai tay dơ lên dơ. Chờ tao, mơ ha. Ba. Ok ba. Nè. Máy đi. Anh là sao con? Bỏ tay em nè. Nè, bằng tay. Bằng tay luôn. À. Ba. Vô chụp. Ta. Vô chụp. Đi quá trước rồi. Ôi ôi mấy con độc không à, của tiên không à. Ôi tôi làm hay quá. Bàn tay rồi. Con rắn rồi, con rùa nữa. Trời ơi. Con rùa nè, rùa tiên nè. Chào mừng quý bà con, cô bác, quý anh chị, quý em nhỏ đã trở lại với kênh Chí Xì Tin Dừa và Xì Tin Đàn. Hôm nay là một ngày rất là đẹp mọi người. Trời mưa. Mọi người nghe tiếng mưa không? Rột rồi không? Rồi. Trả lại chủ đề chính hôm nay. Tại sao lúc đầu mình đã quay cái nồi? Này là cái gì đây? Hôm nay mọi người nếu xem video đã biết rồi. Đây là nồi chiên không dầu. Và trước mắt mọi người thì có những cái loại bột. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Bột bắp nè, mè vỏ, mè không vỏ sấy khô nè, sữa tươi nè, có đường nè, Vinamilk, khoai luộc, dầm ra. Ở đây, tổ mọi người đây là gì? Mình cũng không biết đây là gì đâu. Tôi chưa mới nghe đầu bếp nói đây là bột bột mì. Rồi, chúng ta sẽ cùng vô. Đây. Chúng ta cùng vô làm món. Ok, dùng món. Lên. Khoai lang này thì chúng ta sẽ dùng một cái nồi để chúng ta hấp này. Đây. Cái nồi này hổm tận dụng mình ốp làm giá luôn nè mọi người, làm giá cái thành công tại cái nồi bự á, làm rất là ok. Sau khi mà hấp hoặc là luộc xong thì chúng ta sẽ dầm ra, dầm ra, xong rồi chúng ta sẽ làm tiếp theo nè, chúng ta sẽ đổ bột vô. Hôm nay là thôi chúng ta cứ làm đi, với cái nồi này như thế nào thì mọi người xem tiếp nè, chúng ta sẽ biết. Tận dụng thời gian dịch giả thì chúng ta sẽ đi làm những chế biến, phát minh ra những cái món tự chế.
Đó. Rồi, này là quá trình mà chúng ta chế bột rồi vô ha. Thì tùy mình ăn nhiều ít mà mình luộc nhiều ít mà mình luộc khoai nhiều ít và mình bỏ bột nhiều ít nha. Thì mình thì chỉ ăn vừa thôi. Tại phương châm bây giờ là thời dịch mà cứ vừa đủ tiết kiệm. Không có làm phung phí. Rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cắt bịch sữa tươi. Chúng ta bỏ vô. Sữa tươi có đường Vinamilk 100%, 100% đó, chúng ta sẽ chế vô. Đó. Nói bồng bềnh. Cho một tí xíu đường. Ai ăn lạc thì cho tí xíu chứ ai ăn mà ngọt á cho nhiều đường vô. Cứ hải 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 đường vô. Không tôi là dầm 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 dầm. Ra mọi người thấy không? Dầm 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 ra cho nó hòa quyện cho nó đều vào. Đó. Đó, thấy không? Cho nó đều là ok. Đó. Mọi người cứ tiếp tục thực hiện cái quy trình này ha. Rồi, đây là thành phẩm sau khi mà chúng ta khổ công, chúng ta được gọi là dây dò, rồi chúng ta băm nát rồi nó chứ chúng ta nhào bột không chị ta vui vui cho mọi người đã bồ đây đây là cái chén thì gọi là cái chén này cho vui vui, cái này giống như là cái khuôn đổ rau câu quá mọi người đó, thì cái này mua cũng lâu rồi giờ mới xuất xưởng nè. Cô mua hàng lần có mắc không à, mua cái này là cho anh Stein này, mọi người thấy làm tàu kiểu là cho anh Stein, như mình thì ăn thì thôi tàu kiểu. Chúng ta sẽ nhồi 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 vô, chúng ta ép xuống. Lên mấy bào đi khắp miền Nam cứ lên mấy chén. Thành cái kiểu rồi khi mà đổ ra thì thành cái kiểu đó nè. Hồi nãy mọi người thấy bịch mè không, bịch mè lấy ra rồi nè, đúng chưa? Còn cái này dầu không? Giờ bỏ vô kia cho nó không dính cái bánh. Thì trước khi mà mình bỏ cái bột này vô thì chúng ta sẽ xếp dầu như khúc đầu mọi người coi đó vô. Rồi chúng ta sẽ làm thành những cái khuôn khuôn như thế này. Thì cái quá trình làm thì chúng ta cứ làm vậy thôi, y chang vậy thôi, thao tác vậy thôi, xong là vô là rồi. Rồi mọi người xem tiếp nè, cuối cùng thì anh Tiên cũng đã dậy. Anh Tiên còn mặc một đồ ngủ nữa. Cái mặt ngủ vậy kìa. Đây là những phần bánh của anh Tiên nè. Đó. À. Thì cứ nắn theo cái khuôn này thôi, đổ dầu nhiều nhiều tí cho dễ cho mình dễ lấy ra ha. Rồi đây nè, coi là thành phẩm tan 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 thành phẩm. Chưa ăn được, chưa ăn được, chỉ mới là thành phẩm sơ bộ thôi. Rồi mình cứ tiếp tục mình làm ha, mình để lên đi chắc lên làm thành bánh đi kìa. Ồ ôi, anh chị tin ngồi xuống cái là thành công liền. À, anh chị tin phụ đi, chị phụ mẹ đi. À, rồi dùng cái thành công liền thấy chưa? Thành công rồi. Ơi, chị Tiên rất là giỏi thấy chưa? Vì chị Tiên cũng biết làm hết á. Là... Bọc mà. Hả? Bọc mà. À. Bà. Thấy chưa? Thấy chưa? Nàng bỏ vô ha. Chưa.
chị tin chưa? Ồ. Chị phụ đi. Khổ nè. Rồi, thành phẩm của anh Stin. À, anh Stin 5 cái luôn. Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5 cái luôn. Đây. 5 cái luôn. Đó, anh Stin dò cái, anh Stin dò cho cha mẹ coi. Dò toàn toàn coi. Anh Stin phá nè. Anh Stin phá nè. Rồi, anh Stin rắc cái bánh anh Stin đi. Rắc con đi. Rắc ra con gì ra. À. Cú rắc gì rắc đi. Ừ. Giỡn. 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 Làm bánh ăn luôn. Giỏi quá. Giỏi quá. Giỏi quá, xin giỏi quá. Xin biết tự làm bánh ăn luôn á nha. Xin giỏi chưa? Nè, đó. Ừ. Đó, xin khoan mè, xin rắc mè quá trời luôn. Rồi. Rồi chỉ đổ những cái khuôn cho anh Stin thôi. 1, 2, 3, 4, 5 5 cái khuôn trên thịt tin. Còn những cái còn lại là của cha mẹ ăn. Rồi về nhân gọn lẹ thôi. Tiết kiệm thời gian. Chứ đợi biết chừng nào. Rồi, tin phụ luôn. Tin phụ luôn, giỏi quá. Trời ơi. Rồi nhúng vô, nhúng vô. Cục của anh thịt tin nè, nhúng vô. Nhúng vô tin. Để anh dĩa, bỏ anh dĩa, bỏ anh dĩa. Lấm bỏ nhỉ mẹ nướng. Bỏ lên, xì tin những cái cục đầu tiên luôn nha. Thôi ơi. Cục xì tin đi trang xì tin. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Đừng lấy nó, đừng lấy nó tin nè, qua đây nè. Tới này, tới này, tới này. Đừng lấy nó. Bỏ lại, bỏ lại, bỏ lại, bỏ lại. Bỏ lại đi. Trời ơi nắng. Đi nắng cái gì vậy? Bỏ ra nè. Dạ. Rồi hấp. Đây. Đây là cái nồi hần kỳ, nồi chiên không dầu. Lát giả của rất là nhiều món ăn. Món nướng, món hấp, món lẩu nướng. Đậu phộng, đồ gan, đồ cũng đều là nồi chiên không dầu không. Thịt nướng, đồ hả mẹ ăn, thịt nướng nè. Rồi chung là nhiều, nhiều món. Anh khoái mẹ nó như vậy mà anh cứ gắn mẹ quá. Đừng, 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 bể khuôn, bể khuôn. Bể nướng. Bể khuôn. Con dò đi, đưa bộ cho con dò đi. Nè 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 tên nè nè bỏ nè thương dạ dạ thì tin dò hay kia ha trời ơi ai dò được nhìn thì tin con không xem mẹ đây đây là cái bánh của thì tin rồi nhé thôi thì tin ăn này nè đây nè đó mình sẽ để tờ giấy bạc đi ha giấy nướng á để vô để là giấy nướng bánh không có nước hả? À? Ủa hồi đó mình có mua mà. Có cái mè đó. Này quá to, ôi chị Tiên biết bỏ vô trong mè luôn rồi. Rồi rồi. Thành bỏ một cái bánh nữa. Cái bánh của chị Tiên. Rồi rồi mướn mè nướng mè rồi. Rồi thôi được rồi, nướng nướng nướng, đi đi, Tiên. Đi vậy. Rồi, hôm nay chúng ta sử dụng rất là gành luôn chứ không phải là gành nữa, cái nồi chiên không dầu thì cái nồi chiên không dầu này nhắc lại mọi người nha, chúng ta sẽ đổ nước vô để chúng ta chiên không dầu tại vì nồi không dầu. Thôi lần đầu tiên là 180 độ nha. Thôi nhắc lại cũng bằng thừa thôi nó chứ không có chung có thôi bỏ nước mọi người nào. 180 độ. Ừ. 180 độ chiên con nữa. Rồi chiên 180 độ trong vòng 10 phút. À. Rồi đợi thôi mọi người. Dạ. Xin làm gì nữa hả? Rồi rồi. Xong mà. Rồi từ từ lấy mày đổ mì vô. Dạ. Con kêu trong nghe tao nói gì hả? Con kêu bánh đi. Đi 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 đi, đi coi bánh tin đi. Hay quá. Ừ. Lên kêu cha rồi lên câu rồi. Nè. Đâu giỡn.
Biết gì chưa? Thấy bàn tay của Tim chưa? Đó, đó, đó. Bàn tay của Tim đó. Cái bánh bàn tay của Tim đó. Con Tim đó. Còn mấy này là con sâu của Tim. Dở. Sâu của Tim đó. Trời ơi, bàn tay coi. Sâu của Tim. Để rồi nướng bàn tay cho Tim ngang. Thôi Tim đừng đụng vô, hồi nó bể ra nó không còn bàn tay nữa. Bàn tay phải luôn á. Bằng góc bếp phải phải luôn. Ờ, phải phải luôn á. Cho làm nè. Coi Tim làm nè. Dở. Tim làm nè. Đá lọc. Đâu? Ghê không? Coi nhờ bọt ghê không? Giọng bọt luôn đó. Ghê không? Ghê chưa? Ồ, giọng rồi. Trời ơi, giọng rồi. Cứng rồi. Cứng rồi. Cứng luôn rồi. Thơm đó Tim. Ừ, nghe mùi thơm rồi đó. Tim ơi, để vô, để vô. Nghe không? Bắt trước kìa, nhìn kìa. Coi nhìn, coi nhìn. Coi nhìn em làm á, nhìn liếc liếc nhìn. Đừng 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 bỏ vô. Đó thành quả, quả nên bỏ vô rồi nha. Trời ơi. Dữ. Làm sâu luôn đi Tim. Dở. Đừng thay dở. Làm được bộn luôn á nha. Trời ơi. Đừng thay quá hà. Ừ. Rồi. Nghe cái keng ơi. Tới giờ có cơm đã chín. Nghe cái keng là thấy có ăn rồi đó. Có ăn rồi đó. Chưa hả? Tin tin tin. Còn nữa hả? Để cho Tim coi. Rồi thơm rồi đó, đừng mặt. Ô. Ô kìa. Làm gì Tim? Ông để Tim ơi. Làm gì á? Để mẹ lấy cái đũa cái đó. Ừ, thơm ba thơm ba. Ô, thơm ba. Thơm quá mà. Thơm không? Thơm không? Thơm quá. Ừ. Chưa phải tở. Chín được mặt rồi. Ô. Ăn đây. Ôi nóng Tim. Nóng, nóng. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nói chưa? Nóng mà. Nóng quá. Nóng lắm phải không? Từ từ từ. Từ từ. Xong rồi, xong rồi. Đây. Xong rồi mẹ. Đây. Nó bị ngớt rồi. Rồi. Thấy anh chị Tim đây nè. Rồi mẹ xuống dưới luôn kìa. Cũng như không gì cũng được lên. Chứ ở dưới rồi. À, nóng lắm đừng có gà vô. Nóng. À. Nước mè đó. Ừ. Cái này chắc phải nhồi cái mè đậu quá. Đây là lần đầu làm chưa có kinh nghiệm nha mọi người. Trời, cái bánh Tim dễ chín dữ ta. Ở bánh Tim chín rồi đó. Làm bánh Tim xử đi. Kìa. Tu mà. Rồi rồi biết rồi. Trời. Làm việc ở trên thì nghe một cái pin là biết chín lần hai thì chúng ta sẽ xuống và chúng ta coi anh chị Tim làm gì đây. Đây là anh chị Tim khoái con rùa hả? Lấy xuống mẹ lấy xuống. Ô mẹ bánh đầu tiên. Rồi bị giấu rồi, bị mẹ giấu rồi. Ôi mẹ giấu rồi. Ui không được không được. Mẹ kỳ quá. Cái bánh của Tim chín rồi đây. Ô. Giật ra. Cái bánh của Tim Đâu. Ê, nóng. Nóng lắm. Đây. Nóng á. Nóng quá. Cha là người lớn, cha con nóng được, còn Tim nhỏ xíu, nó nóng được. Rồi chào.
chính là ý hỏi là nó sao nó đòn đòn nó thơm thơm ngọn thơm thơm định cho tôi ra tôi định đi thành bấm thẳng kéo mạnh lên nè lên và đưa túc tên em vô cái quạt rồi anh xì tin đã tốn lại cái quạt anh xì tin ăn luôn rồi ăn vui quá. Ừ, là giống bánh ấy mà bánh bánh tiệm vậy bánh gì mà cũng giống bánh quy ăn không cho xì tin ăn luôn à, à hả màu cái gì thắng cả cùng dùng bánh phải lên phải nóng chà và trong thời gian thưởng thức mẻ bánh đầu tiên thì chúng ta thực hiện mẻ bánh thứ hai bánh này ăn giống nóng không. Ừ. Bánh nặng giống ấy mà đây là tác phẩm mà gặp cô chưa nghe nguy ăn này gãy ngứa cầm đây mẹ nó cầm đây mẹ đem bánh vô nước này ừ quá nó cầm đi mẹ đem trong vô đây nè. Vừa không? Vừa không? Vừa không? Không phải không? Khoan đi. Đúng không? Không phải vừa. Đau quá. Cô hỏi anh. Khổ quá. À cứng quá. Cứng nè. Như là cứng một bên ra không được á. Cứng hả? Cái tâm của mềm. Cái tâm mềm. Hôm nay tiếng nước rồi mà. Ừ. Lúc mà hay cứu. Thế là mình ăn được. Nhưng mình tin á. Giỏi mày á. Ừ. Giỏi mày á. Đi nữa đi. Rồi cho tiên ăn với cho ăn mình mà. Cho tiên ăn với. Tiên ăn rồi rồi. Ừ. Cho tiên ăn với. Thôi. Tiên ăn gùa luôn. Tiên cắn gùa cho tiên ăn luôn. Ba phải ăn gùa. Thở đi. Thở đi. Giờ tao hỏi ta. Ba ơi tao giật tiên giật luôn rồi. Đang hỏi mà. Nóng á. Không đâu. Không có nóng. Vô cái quạt tội tiên ham ăn chi vô cái quạt cho kêu từ từ cho hỏi cho rồi tôi mất cười quá tôi mất cười tôi bỏ vô cái quạt kêu rồi mà từ từ mà tin ăn thấy nắm rồi mà người lớn chị trang nắm được thì trang được tin nó xíu mà đi không ăn nóng được mà nhường lâu rồi đó không chưa từ từ không hỏi rồi ha không cho quạt cho con hồi ăn quạt thì cho ăn trước còn nó chưa để lại cho ngủ để ăn cái quạt này cho quạt không ngủ được chưa được chưa ngon quá ngon lắm ngon 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 ha nước nè nước mẹ ơi mẹ thì tên cho thì tên miếng nước tại thì tên mà uống cà phê nữa không nghe ca hát hả anh xì tin đang ngồi trong quăng ly cà phê
anh chạy nhàn ga là anh phải uống xì tin thôi. À, tôi nay ngủ đây, tôi nay nãy chưa tin á. À, cha bộ chứ thấy nóng quá cho chừa tin thấy chưa tin. Ừ. Dạ dạ gì còn nóng nữa hả, buổi tài còn nóng. Hỏi luôn. Hỏi rồi. Nóng quá. Phải chăng nóng được đúng không? Chăng nóng được. Chăng nóng được. Người lớn bình thường à, ý là tên nè, còn tên nhỏ hơi cứng hơn, nóng quá, nóng quá không? Ngủ rồi. Ăn ngủ rồi. Thấy không? Ngủ mà. Ngủ rồi. Không ăn bùi bùi à. Lạm. Có hương vị thơm. Nằm. Có mùi mè đó. Thơm của anh. Giống giống bánh mì. Hơi hơi giống hơn. Chặt cỏ con mắt ra nè. Xong mà. Rùa đang bóng lọt hả? Rồi giờ mà cái nhà dùng bưởi chắc con thật tinh nha. Đây có một xích nha. Mở đi, nè khoe lên, cầm lên. Có một xích. Cầm lên. Cầm lên. Nóng quá. Đâu có nóng đâu. Nè. Nóng khổ quá. Nóng hoài. Nóng hoài, đó hết hả? Nóng quá. Nè không? Nóng quá. Nè cầm lên hết nóng rồi. Là cái đó không? Thấy không? Nóng nóng. Khoai lên, khoai lên, nhìn tới nè, nhìn thẳng kìa, trời, dữ, nóng bẩn quá, không có miếng nè. Ngon phải không? Ngon rồi, lại tinh lâu quá tàn hết rồi. Ngay nuốt giữ cây ngõ cha hả, cho con cho vui. Cho mẹ biết coi. Nè. À, còn của tin vậy? Nè. Thì cũng được. Thành phẩm mẹ số 2. Bàn tay của tiên. Đáng lẽ là thường kết thúc video rồi, nhưng mà nay có sản phẩm của chị tiên nữa. Rồi vô. Rồi đem nước đồ ra. Dữ. Con của tiên chuyện rắn của tiên nè. Gắn của tiên á. Nè, con gùa lên tiên. Gùa con gùa có mắt á. Gùa có mắt. Tiên bưng ngay. Bưng ngay tay. Dơ lên. Chờ tao mà ha.
ba. Ờ, khoai ba. Nè nè nè. Máy đi. Anh là sao con? Bàn tay nè. Nè bàn tay. Bàn tay. À. Ba. Vô chụp. Tắt. Vô chụp. Đi quá trước rồi. Ôi ôi mấy con độc độc không à, của tiên không à. Ôi tôi làm hay quá. Bàn tay rồi. Con rắn rồi, con rùa đó. Trời ơi. À, con rùa nè, rùa quá tiên nè. Trời ơi, rùa có cái mai to, cái mai làm đẹp quá nè. Trời ơi, làm gì nghệ nhân nha. Ơi bàn tay đủ món hết. Đúng là xịt tiên thiệt chứ. Rồi. Để ra đây, để ngồi. Để ngồi xong rồi. Đi ra đây. Đi tôi. Xì. Xì tên. Xì tên. Rồi, cho miếng xì tên vô. Rồi được rồi. Rồi. Rồi được rồi. Uống hết tính tiếp, không uống nhiều được. Uống được cái gì vừa. Gọi, tính thử rồi. Tính thử rồi. Bào quá, bào quá. Nè, cho chị tính nè. Nè, cho chị tính nè, con nè. Rồi. Rồi. Nó phèo phèo gì vậy? Xíu đây, tay xíu đây. Phèo phèo gì vậy? Tính phèo gì vậy? À, uống thịt như chắc đang là phèo phèo lên đó. À. Ui. Phèo. Phèo phèo phèo. Rồi. Biết ngắn thì. Má. Đây. Mời thái tử ăn. Thái tử. Ui. Từ 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 nhắc nghe. Đây ăn cái cục của thái tử à. Giống như chan bánh rồi đó, có bánh gì á. Bánh dài dài như nè. Bánh sùng. Ờ à, bánh sùng đúng không? Chà, nó sáng chế được bánh luôn. Hay quá. Tìm giúp cái đầu con rắn nè. Thôi, cũng biết còn rắn rồi. Dữ. Ừ, dữ không? À, thử ừ, ăn cái gì hút còn không? Đúng không? Trời. Phải quay rõ hơn về cái siêu phẩm bàn tay của tiên. Ủa? Nãy ai đập tiên đập không hả? Tiên đập hả? Nãy tiên đập bàn tay vô hả? Hơn sao nãy cha lên làm chẳng biết sao. Ủa? Ừ. Đây xin chào mọi người, miễn tử kim bài. Kim bài của anh chị tiên à. Đây là cậu cả. Chào. Rồi thôi chào nè. Chào 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 em. Chào em. Hay quá. Ê dạ. Không dạ. Ủa tính đâu em? Tên. Ừ. Làm dạ. Sao bây giờ? Làm dạ. Ủa? Cái gì vậy? Sai rồi. Tự nhiên đạp cha chi vậy? Sao? Thôi chào đi. Ha. Chào cho chúng chị tin. Đó. Đó. Từ 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 từ. 1 2 3. Thôi giờ chào quý vị khán giả, giờ cha con thưởng thức. Gia đình thưởng thức. Xin chào và hẹn lại mọi người ở video sau. Bye bye. Nhớ. Nhớ like. Đăng ký kênh. Kênh gì? Kênh YouTube.